Lại về iPhone 1978 đây anh chị. Bữa giờ thật tình á, là iPhone 1978 nó không có hàng anh chị ơi, ít lắm. Bây giờ em Cường về được là vài chiếc iPhone 11 nè, phiên bản 64GB, pin là 100% chắc chắn rồi. Máy là ngoại hình đẹp không tì vết. Đó, đẹp mà đẹp leng keng á anh chị. Rồi, mấy cái con này thì giá thành rất là dễ sử dụng ha, chỉ có 7290 thôi. Màu nào cũng vậy ha, pin 100 là anh chị. Màu nào cũng vậy ha, em Cường bán đồng giá cho anh chị luôn, 7290. Những cái con máy này thì ngoại hình anh chị xem nè. Ngoại hình đẹp. Anh chị thấy đó, đẹp leng keng. Phải zin nguyên chính hãng nha anh chị, không zin nguyên chính hãng là em Cường tặng máy, không có bán. Và cũng đã coi men hết cho anh chị rồi. Men là toàn bộ là phải zin, zin leng keng luôn. Mở ra là kiểu như là nghe mùi thơm, mùi mới kiểu kiểu vậy đó. Đó, iPhone 11 này thì phù hợp cho anh chị nào dùng một máy sơ cua, chụp hình cũng ok ha. Pin đặc biệt pin rất là trâu ha. Cái mẫu này cái yếu điểm của nó là viền màn hình nó hơi dày, anh chị thấy không? Đó, viền màn hình nó hơi dày so với những cái mẫu máy sau này ha. iPhone nó vẫn là một cái gì đó rất là đẳng cấp, cầm rất là nịnh tay. Mẫu này thì nó bo tròn cạnh anh chị. Đó, kiểu kiểu vậy. Thì sẵn đây em Cường cũng nói để cho anh chị rõ luôn nè. Đó, giống như anh này, anh có bình luận ở trên cái bài viết của em. Thì bữa giờ là em cũng hơi đông khách chút xíu, với lại bận anh chị. Bữa giờ mình cũng có mấy cái tiệc ở dưới tỉnh đó, mời mấy đứa em mời á, cưới hỏi nào kia, thành ra mình không có thời gian lên clip. Em bán máy mới chính hãng 100% chưa kích hoạt nha. Rồi bây giờ chính hãng Apple, rồi bây giờ mình ảnh dùng được 2 tháng mấy rồi, cái bây giờ nó bị lỗi, nó bị tự nhiên sụp nguồn. Thì ra thì điều đầu tiên là tụi em phải mở cái máy ra kiểm tra coi có vô nước hay không, đúng không? Nếu mà ok không vô nước thì tụi em đóng, là tụi em nhận bảo hành gửi hãng, bảo hành về cho ảnh thì hãng bảo hành về ok rồi. Sau khoảng 10 ngày thì gửi về máy cho ảnh xài bình thường lại. Vậy mà anh cũng trách móc em nữa, em Cường không hiểu. Anh nói là em Cường bán hàng kém chất lượng hàng bên em và nó không ngon. Em không hiểu nổi, nếu mà anh mua máy cũ á, anh nói câu đó thì em cũng có thể là giải thích cho anh được, anh để cho anh hiểu. Chứ bây giờ em bán máy new chưa kích hoạt ra đủ 12 tháng. Mà bây giờ anh lại đổ thừa cho em là bán hàng kém chất lượng, là kém cái chỗ nào em không hiểu luôn. Mà thiệt ra anh nói câu đó mà anh bình luận cái kiểu này, mình mới bực mình anh chị. Bán cái hàng dựng hoặc là em bán hàng không chính hãng hoặc là hàng gì đó thì anh chị nói, hoặc là em không có trách nhiệm bảo hành sản phẩm. Bây giờ em bảo hành nhanh gọn cho anh sử dụng anh cũng nói. Thì bây giờ em Cường biết làm sao cho vừa lòng hết đây anh chị. Thật ra em Cường nói nó khó lắm. Anh chị đừng có bao giờ suy nghĩ là em Cường bán sản phẩm không bao giờ lỗi. Đừng có nghĩ vậy, tội nghiệp em. Anh chị hãy nghĩ rằng thằng Cường nó bán cái giá tốt nhưng mà cái trách nhiệm bảo hành của nó cao, thế thôi là em Cường vui rồi. Đừng bao giờ nghĩ là em Cường bán một cái sản phẩm không bao giờ lỗi. Đó, nghĩ như vậy á là nhiều khi anh chị lại kỳ vọng quá lớn nữa em, thành ra anh chị thất vọng ha. Đừng có nghĩ vậy. Em Cường bán á là chỉ cam kết cho anh chị như vậy nè, hàng em bán ra là zin nguyên chính hãng và em trung thực với anh chị 100%. Đó, trách nhiệm bảo hành của em cao, thời hạn bảo hành của em dài. Ngay cả những cái chiếc máy dùng rồi, máy line new 1978 này thì em Cường sẽ bảo hành 1 đến 16 tháng. Anh chị muốn thì lên 12 tháng cho em Cường, chỉ tốn thêm có 390 nghìn thôi. Lý do em Cường muốn á, tách biệt hai cái việc đó là em muốn giảm cái giá thành tối đa. Bây giờ anh chị nghĩ đi, một cái con máy đẹp len keng em Cường bán 7 7290 thôi, bảo hành 6 tháng 1 đổi 1, muốn nữa thì thêm 390 cho em. Mà 390 là được bảo hành 2 năm pin ha, thay thế không giới hạn số lần, dưới 80 là em Cường thay. Và màn hình anh chị mà có rơi vỡ mặt kính em Cường thay miễn phí luôn. Đó, anh chị thấy không? Muốn cái gì nữa? Em Cường cam kết toàn bộ anh chỉ việc lấy về là dùng thôi, lỗ cái gì ra em Cường bảo hành nhanh gọn lẹ. Đó, một đổi một, hoặc ví dụ như mà anh chị mà muốn đổi máy lên đời thì em Cường nhận lại 90%. Ok không? Cứ nghĩ cho em Cường vậy là được rồi. Quý mến thương em thì ghé ủng hộ em những cái sản phẩm đẹp ha, chất lượng chính hãng ngọt kia, zin nguyên bản, cam kết trung thực 100%. Chứ còn bây giờ đừng có hy vọng là em Cường bán máy không bao giờ lỗi. Trời ơi, hãng nó sản xuất, em Cường không phải người sản xuất. Mà em nói ngay cả cái hãng sản xuất nó cũng lỗi tè le. iPhone 16 Pro Max anh chị thấy không? Lỗi reset counter panic, bữa giờ là anh em thở lên rần rần luôn. Đó, một cái thương hiệu cả ngàn tỷ, người ta mới sản xuất là nó siêu phẩm luôn, 40 mấy 50 triệu anh chị thấy không? Mà nó cũng lỗi nữa chứ đừng nói chi. Không tránh khỏi, quan trọng là trách nhiệm.